Bi Audio Sài Gòn xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay thì Bi vừa về một cái con âm ly Marantz, một trong những cái dòng âm ly mà hi-fi rất là được nhiều người sử dụng nha quý vị. Đó là model BM8006. Thì cái phiên bản này nó sẽ có hai nguồn điện 220 và nguồn điện nội địa 100. Thì cái con này thì hàng nội địa nên điện là 100V nha quý vị. Về thiết kế thì nó cũng không khác cái gì hết. Không khác, nói chung là điện 220 cũng có, nhưng mà dòng này thì 100 ra không khác khiến nhau quý vị. Hiện tại thì về được một con này, rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp, còn thùng luôn quý vị nhé. Còn thùng cạc tông Calolo remote rồi đầy đủ nha. Thì quý vị nhìn phía trước thì nó sẽ có chỉnh bass, mid, treble. Thường thì những cái dòng âm ly thì nó sẽ chỉnh bass với treble, nhưng mà riêng cái dòng 8006 này thì nó có chỉnh thêm cái dãy trung nữa nha quý vị, dãy mid nữa. Thì các cổng thì quý vị thấy nó có phono, CD, Thunder, AUX, và nó đánh hai cặp loa nha quý vị. Hai cặp loa thì nó có switch A, switch B đây nè quý vị. Thì ví dụ chúng ta ở phía sau chúng ta gắn bên đường nào thì chúng ta cứ nhấn vào đường đó thôi thì cái đèn này nó sẽ sáng lên. Còn cái remote đây, remote riêng cho máy thì như thế này nha quý vị. Đây, trên cái remote thì quý vị thấy nó có chuyển cổng volume. Cái remote này nó cũng dùng chung cho cái dòng ND8006 nữa nha quý vị, nó dùng chung luôn. Và cái con này với mức giá niêm yết hiện tại là 39 triệu quý vị. Với mức giá niêm yết hiện tại là 39 triệu, nhưng mà cái con này thì tất nhiên giá thì chưa tới một nửa. Đây, bên trên cái thùng quý vị xem nè. Cái thùng cũng còn rất là đẹp nha quý vị. Đây. Nè. Không có vết trầy vết gì hết nha. Phải nói là đẹp lung linh luôn quý vị ạ. Rất là đẹp luôn. Ai bị quay ra phía sau quý vị nhìn. Dòng này thì nó chạy tăng phô xuyến nha quý vị. Tăng phô xuyến rất là bự. Nhìn ở bên trong thì chúng ta cũng thấy nó nằm ở bên tay phải này nha, nằm bên đây. Tăng phô xuyến bên trong cũng còn rất là đẹp. Cặp loa của nó nè quý vị. Đây. Thì nó đánh loa từ 4 tới 16 ohm luôn. Nếu như loa 4 ohm thì công suất đầu ra là 200 W cho hai loa nha quý vị. Và loa 8 ohm thì 140 W cho hai loa. Made in Japan, điện 100V. Cái cặp loa cũng rất là xịn sò nha quý vị. Đây quý vị nhìn nè. Con này thì vẫn còn đang bán mới trên thị trường đấy, với mức giá niêm yết là 39 triệu. Một mức giá cũng khá là cao với một trong những cái dòng âm ly phân khúc hi-fi như thế này quý vị. Công suất tiêu thụ là 220 W nha. Đây, bây giờ thì Bi test nhạc cho quý vị nghe. Có một con thôi. Quý vị nào thích dùng điện 100V thì quý vị alo cho Bi. Nói chung là đẹp không có chỗ chê. Thì thiết kế của Marantz thì bây giờ quý vị thấy là thiết kế tương xứng giữa hai bên, một bên chuyển cẩm và một bên volume, thì nó sẽ hai cái nấm này nó sẽ bằng nhau và nó ở cái vị trí giống nhau nha quý vị. Nên là thiết kế tương xứng nha. Này, rất là đẹp luôn quý vị ạ. Và Bi test nhà và mức giá ngày hôm nay Bi bán là 16 triệu 800 ngàn nha quý vị. Quý vị alo cho mình, số điện thoại của Bi là 0907 386 304 nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
谁安抚你抚我痛，谁愿意解释为了什么，一笑已经疯狂过。胡得开心心不记恨，为今天欢笑唱首歌，任胸襟给疏心的快乐，在晚风中敞开心锁。谁愿记沧桑匆匆往事，谁人是对是错，从没有解释为了什么，一笑看风云过。谁没有一些刻骨铭心事，谁能预计后果，谁没有一些旧恨心魔，一点点无心错，谁没有一些得不到的梦，谁人负你负我多，谁愿意解释为了什么，一笑已经风云过。胡得开心心不记恨，为今天欢笑唱首歌，任胸襟给疏心的快乐，在晚风中敞开心锁。谁愿记沧桑匆匆往事，谁人是对是错，从没有解释为了什么，一笑看风云过。胡得开心心不记恨，为今天欢笑唱首歌，任胸襟给疏心的快乐，在晚风中敞开心锁。谁愿记沧桑匆匆往事，谁人是对是错，从没有解释为了什么，一笑看风云过。